Nguyễn Đức và cuộc đời trở thành ngôi sao ca nhạc Phật giáo trong mùa lễ Phật đản 2020 này. Ca sĩ Nguyễn Đức tiếp tục hợp tác cùng nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền trong chương trình live show rất ý nghĩa nhạc Kinh Phật, Hương Đức Hạnh. Ngược dòng thời gian năm 2015, Nguyễn Đức có đi Mỹ biểu diễn trong chương trình do Đoàn Kịch Nghệ Dân Nam Thúy Uyển tổ chức tại Nam Cali. Trong chương trình, Nguyễn Đức gặp gỡ nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng hát trong chương trình. Ngọc Huyền đề nghị hai anh em hát chung bài Chúng Mình Cùng Ăn Chay vì lúc đó Ngọc Huyền biết và thích nghe Nguyễn Đức hát nhạc Phật. Rồi từ đây hai anh em kết nghĩa với nhau. Ca sĩ Nguyễn Đức Ngọc Huyền rất dễ thương, hay giúp đỡ anh em đồng nghiệp khi mới đặt chân qua Mỹ, đưa đón đi tham quan và còn giới thiệu các show để hát, giúp anh em có thêm thu nhập. Rồi hai anh em cùng với đài truyền hình IBC Chùa Điều Ngự tổ chức chương trình thi tuyển tâm ca đạo hiếu. Ngọc Huyền đóng góp không ít cho Tam Bảo và dòng nhạc Phật giáo. Chính vì vậy Nguyễn Đức rất thương cô em Ngọc Huyền, vì cùng tâm nguyện giống anh luôn thực hiện cống hiến cho nền âm nhạc Phật giáo. Nguyễn Đức chia sẻ, còn nhớ vào năm 2010 trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu diễn ra tại Chùa Hoàng Pháp mà tôi là nhân vật thứ, tôi đã kể lại những câu chuyện xảy đến với cuộc đời mình. Khi đang ở đỉnh vinh quang của ca sĩ nhạc nhẹ hát thành công những bản nhạc hoa lời Việt, tôi trượt dài vào thói ham chơi, hoang phí, khiến tôi mất tất cả công việc, tiền bạc, sức khỏe. Cuộc sống không chỉ xáo trộn mà còn rơi xuống tận đáy sâu. Tôi đã giác ngộ Phật Pháp, chú tâm tu luyện suốt một thời gian dài đã giúp tôi lấy lại sức khỏe, chất giọng nên phát tâm hát nhạc Phật giáo. Nguyễn Đức và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền sau câu chuyện kể, Nguyễn Đức đã hát bài Lạy Phật Quan Âm, được đông đảo quý Phật tử có mặt ủng hộ. Từ đó, anh vững niềm tin chỉ chuyên hát nhạc Phật giáo, để đến hôm nay nhắc đến Nguyễn Đức là nhắc đến ngôi sao ca nhạc Phật giáo do quý Phật tử khắp nơi trao tặng. Có thể nói cuộc đời của Nguyễn Đức may mắn như được tái sinh khi rẽ lối phát tâm hát nhạc Phật giáo vậy đó. Anh nói tiếp, nhìn về quá khứ nhắc đến Nguyễn Đức là nhắc đến hình ảnh chàng ca sĩ nổi tiếng trong làng âm nhạc từ những năm 90-2000 qua những bản hit nhạc hoa lời Việt. Tôi liên tục được các hãng băng đĩa mời ghi hình và là gương mặt quen thuộc của các chương trình ca nhạc theo yêu cầu của đài truyền hình HTV như Tình Xưa Nghĩa Cũ, Ảo Mộng Tình Yêu, Tình Là Ánh Sao, Tình Hồng Như Mơ, Hoa Nào Hoa Trắng Ấy Vậy Mà Tôi Đã Không Trân Quý. Giờ nhắc lại để thấy rằng thành công như một ân huệ phước báu mà tổ nghiệp trao cho, nhưng tôi không biết gìn giữ đã xài hết. Khi có duyên quay về Tam Bảo, tôi chuyên tâm thực hành tu tập và đạt được niềm an lạc trong chánh pháp. Nguyễn Đức, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền và MC Vũ Mạnh Cường trong chương trình Hương Đức Hạnh cũng như bao người ca sĩ Phật tử. Nguyễn Đức ăn chay trường, tụng kinh Pháp Hòa mỗi ngày để cầu an lạc cho tất cả, và hiện tại là cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 tiêu tan nhanh chóng, cầu mong cho mọi người khắp nơi trên thế giới đều được bình an, hạnh phúc. Thông qua các album nhạc Phật giáo, Nguyễn Đức mong muốn góp phần chia sẻ cuộc sống an lạc, mở rộng lòng từ, san sẻ tình yêu thương nhân ái. Hiện tại, Nguyễn Đức vừa phát hành online ca khúc Dặn Con, sáng tác Hàn Châu, kính tặng những người cha, người mẹ trên thế gian này, bài hát nằm trong album Lời Khấn Nguyện sắp phát hành 2020. Mai Thủy. Ha ha ha, 问什么的说呵。